trước thì thường mặc váy giống như kiểu là ở công viên Disneyland tới, rồi có những hôm thì như ở Hàn Quốc về, còn hôm nay thì như là thủy cung đến. Em mạng mộc đúng không? Dạ em mạng mộc. Em mạng mộc lại đến từ biển, là nước là thủy, thủy sinh mộc. Anh đoán hôm nay sẽ là chương trình của em. Hy vọng là vậy. Trung hình như là mạng hỏa đúng không em? Dạ. Anh có một linh tính là hôm nay Puka nói gì em cứ ủng hộ hết đi nhá. Dạ biết sao, em cũng không sợ cái này, tại vì chị Puka là một cái mộc rất là lớn để cho em bám vô rồi. À Trung, ý em đốt chị hả? Đúng. Em đốt chị thì chị sẽ lấy nước gì tưới lại em. Linh My, em đang làm công việc gì? Em làm về spa. Chồng làm ca sĩ, vợ làm spa, thu nhập chắc là cũng khá. Rồi nghèo lắm anh rồi. Các em đến với chương trình thì ngoài vui ra thì các em nghĩ rằng là mình sẽ ra về với số tiền thưởng là bao nhiêu? Nói chung là sau khi em mới làm hai cái MV xong thì nhà em cũng khá là nghèo. Thì em cũng đến đây vui là chính, tiền là chủ yếu thôi anh ạ. Vui là chính, tiền là chủ yếu thôi anh ạ. Tiền là chủ yếu thôi anh ạ. Cái gì đó nó lấp lại cái chỗ mà đã bị mất đi anh. Nói nôm na hôm nay là đi chơi nhưng mà kết hợp đi cày. Đúng rồi. Đấy. Ở phía giữa chị thấy không? Có hai nghề rồi nha. Có nghề cô dâu với nghề chú rể rồi đó. Xung quanh nè là khách khứa họ hàng. Hai anh kế bên là giống như là dàn bưng quả. Đó, chị để giữa là MC. Cô dâu làm một cái nghề luôn hả? Cô đi lộn vô thôi, cô đứng đó xíu cô đi. Cô hỏi à, bây giờ em làm gì? Em làm cô dâu. Có được tiền lương không? Có sao không? Chồng đưa mỗi tháng đều đặn đúng mọi người. Tôi không thích nói nhiều và chỉ hành động. Nghề cứu hộ là phải hành động. Nhưng mà mình không thể nhìn vào mắt hình dong được chị ạ. Giống như cái bạn số 5 ấy, không thích yếu đuối nhưng mà đánh đàn tranh. Thôi, hai vợ chồng tự chọn đi. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc ạ. Linh My và Huy Cung, các bạn sẽ lựa chọn. Nghề đàn ông trụ cột gia đình kìa. Số 1 là cũng hay đó. Là đúng luôn chứ hay. Ủa, cái gì nữa. Không lẽ hai chị nữ kia đi muốn đồng. Cầm chạy. Cầm cây chạy sao mà chạy nổi. Nè nhìn chị xuống 32 đi. Đây, giày cao gót đó, làm sao chị chạy? Em mạng phép vén chân chị lên nha. Em mạng phép. Có giày cao gót. Chị số 3 nè, tôi xin phép em xin lỗi chị nha. Chị số 3 là chị không mua lồng đâu, chị mua lân nè. Tụng trang.